Sách trời ghi rõ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nam mạng, được thần Phật chia chở, cát tinh cao chiếu, đội vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhất chật két trong năm Giáp Thìn 2024 nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý đinh chủ tuổi Quý Hợi thân mến, trong cuộc sống này ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban cho nhiều phước lành cho nên đã vượt qua được mọi khó khăn gian khổ và tạo được cho mình nhiều cơ hội để đổi đời. Và thành công cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt sẽ gặt hái được nhiều thành công và trở nên giàu có. Mới đây nhất, khi xem đoạn giải tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các bậc thầy tử vi đã bất ngờ đưa ra dự báo rằng người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nam mạng, đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững trí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và đặc biệt, trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, quý đinh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nam mạng, biết đón nhận ba cơ hội vàng hiếm có này thì chắc chắn tài vận, sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ảo ảo đổ về như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có khó ai sánh bằng, khiến cho quý đinh chủ hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Vậy vận trình của quý đinh chủ tuổi Quý Hợi nam mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây xin mời quý đinh chủ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mạng. Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mệnh. Năm 2024, may mắn, giàu có hay vận hạn thế nào? Năm 42 tuổi sẽ có những cơ hội vàng bất ngờ nào để xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, xem ngay để sống giàu sang, phú túc và an nhàn. Quý Hợi mạng thủy cuộc đời, tương sanh tuổi mạng đường vô lộc tài, tánh tình điềm đạm hòa hài, thanh sắc đầy đủ trong ngoài dễ nên, vào đời thường gặp may hên. Thu đông sanh thuận vững bền gia cang, nghịch sanh duyên phận lỡ làng, bạc tiền không thiếu vương mang nỗi buồn, cuộc sống không muốn vào khuôn, hậu lai phú túc tiền muôn bạc ngàn. Quý Hợi với nạp âm hành thủy, do can quý thủy, ghép với chi hợi thủy, đó là tuổi duy nhất trong 60 tuổi lục thập hoa giáp, có cả 3 yếu tố, can, chi và nạp âm đều là hành thủy, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, nhiều may mắn, đường đời thênh thang rộng mở, ít gặp trở ngại, từ tiền vận cho đến hậu vận. Quý Hợi có đầy đủ hai tính chất của can quý và chi hợi, quý là hàng can chót của thập can, tính tình trầm lặng, ngay thẳng, nhiều cảm xúc, gặp thời thì biến hóa như rồng. Chi hợi trực giác cao, dễ thụ cảm, nhiều tưởng tượng và lý tưởng cao, đôi khi ngây thơ và lãng mạn, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao, mẫu người quý hợi trầm tính, ít bị hốt hoảng trước mọi biến động, dễ thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quý hợi hợp với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, quý mão, tân mão, ất mão, quý mùi, ất mùi, đinh mùi, tân hợi, kỷ hợi, hành kim, hành thủy và hành mộc. Kỵ với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, đinh tỵ, ất tỵ và các tuổi mạng thổ, mạng hỏa, mang hàng can mậu, kỷ. Nam mệnh tuổi Quý Hợi, theo ngũ hành thuộc mệnh thủy, hay còn gọi là đại hại thủy, giống như biển cả mênh mông, người tuổi Quý Hợi mệnh đại hải thủy, thường phóng khoáng, tự do, thích làm việc lớn và có trí tuệ tốt, họ là những người chịu chi, sẵn sàng đầu tư nhiều tiền bạc trong kinh doanh, buôn bán, miễn là mang lại kết quả tốt. Trong tâm tưởng, họ luôn mưu cầu tự do, vượt khuôn khổ, gò bó, nên ưa sự đổi mới trong công việc, cuộc sống, câu nói biển rộng trời cao. Có thể cho thấy khát vọng tự do không ngơi của họ, chí lớn và mong cầu hơn người, có thể xuất hiện từ khi họ còn nhỏ, theo họ đến hết cuộc đời. Người Quý Hợi mệnh này không thích công việc tỉ mỉ, nhỏ nhặt, tiểu tiết, hành thủy mạnh về trí tuệ, tư duy, nên người tuổi Quý Hợi cũng có đầu óc tốt, thông minh nhạy bén, có tài tranh biện, lập luận tốt. Vì vậy, họ thường được trọng dụng bởi cấp trên và nể phục bởi đồng nghiệp. Vẻ ngoài của tuổi Quý Hợi
lúc nào cũng thanh nhàn, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản là tuổi Quý Hợi biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, âm thầm, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của người xung quanh, tuổi Quý Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng, quát tháo một ai. Dù cho người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Quý Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho lỗi lầm của người khác. Người tuổi Quý Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác, phương châm sống của họ là một điều nhịn chín điều lành, bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, người tuổi Quý Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn, nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Quý Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Đàn ông tuổi Quý Hợi thường sống ngay thẳng chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng sâu xa, mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Những người đàn ông tuổi Quý Hợi cũng là người nhiệt huyết và yêu gia đình, họ có đam mê mãnh liệt với công việc và cả tình yêu. Tuy nhiên, vì có số đào hoa, nên nam giới tuổi này phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Quý Hợi nên rèn luyện thêm sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Mặc dù quãng thời gian đầu đời của Quý Hợi nam mệnh khá vất vả, việc gì cũng đến tay, thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay vui chơi. Tuy nhiên, chỉ cần Quý Hợi không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc, thì cuộc sống hậu vận sẽ thăng hoa hơn rất nhiều người. Sự chăm chỉ, cầu tiến giúp Hợi nam mệnh phát triển thêm mỗi ngày, tích lũy cho mình năng lực và các mối quan hệ trong xã hội, may mắn đến liên tục. Và đương nhiên tiền bạc không thiếu, sẽ giúp hậu vận của con giáp này ngày một thênh thang, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên. Hơn nữa, nam tuổi Quý Hợi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân. Thông thường sau 40 tuổi, những người tuổi Quý Hợi nam mệnh đã đến độ chín nhất định, sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan, giúp Quý Hợi rủng rỉnh tiền bạc, tuổi già sống an nhàn, tự do tự tại. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Quý Hợi trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Quý Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Quý gặp giáp bình hòa, tự mình lo liệu sắp xếp cuộc sống, chứ ít nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Xét về địa chi, Hợi gặp Thìn bình hòa, công việc hay tiền bạc đều duy trì ở mức bình ổn so với năm ngoái, không hao tán là may, gia đạo cũng hài hòa, đương số đỡ phải nhọc lòng vì những mâu thuẫn nội bộ gia đình. Xét về ngũ hành, bản mệnh bị lưu niên khắc chế, tâm tính nóng vội có thể là nguyên nhân chính khiến khởi sự bất thành, tiền bạc vì thế mà cũng chưa thể có bước tiến đáng kể. Tiểu kết, thực chất người tuổi Quý Hợi nam mệnh khó có thể trông chờ vào những bước phát triển vượt bậc trong năm 2024 này. Năm nay việc gì bạn cũng phải tự thân lo liệu, ít được mọi người xung quanh giúp đỡ, thậm chí tiền bạc không bị hao tán là may mắn gia đạo khá hài hòa, bạn không phải lo lắng nhiều. Thứ hai, xem tử vi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nam mạng, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gỗ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân Hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhẹ nhàng, không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo, pháp luật, sao này bất lợi nhất vào các tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên.
Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, dễ bị thiệt thân. Đề phòng thương tật đau ốm mồm miệng, nam gặp tai tinh bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân hớn chiếu, dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng nhưng nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết Quý Hợi nam mệnh nhé. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Quý Hợi theo niên hạn là Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn cùng với địa võng. Sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và pháp luật, nội quy, quy tắc, ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các bức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình yên ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to. Tâm không yên, lo lắng mọi điều, hạn Thiên La khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã ghen tuông, lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị, thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Thiên La như sau. Thứ nhất, quan hệ vợ chồng xảy mâu thuẫn, mỗi bên cần nhường nhịn, hạ thấp cái tôi bản thân xuống, tránh nghi ngờ, ghen bóng ghen gió. Đi trễ về khuya, tạo nên căn cứ để nghi ngờ, nên tổ chức đi du lịch hay nấu nướng những bữa tiệc để vun đắp thêm tình cảm vợ chồng. Thứ hai, các vấn đề tâm lý bất an, bồn chồn, nóng nảy, gặp ác mộng nên xử lý bằng cách có chế độ sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi điều độ khoa học, nên bồi dưỡng sức khỏe, tập luyện thể thao đều đặn, tạo thành một thói quen tốt, đây cũng là một cách giải hạn Thiên La rất tốt. Có một điều đặc biệt, đó là khi gặp hạn Thiên La trong môn tử vi đầu số, nhiều người gặp rắc rối với luật pháp, nhẹ hơn là vi phạm quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị hoặc bị mang tiếng xấu, nhiều dư luận điều tiếng không hay lan truyền. Trong một năm đối với một thế hệ, lứa tuổi có nhiều trường hợp khác nhau, có người thăng tiến phát tài, sinh con, cưới vợ, mua nhà, bị cách chức, đuổi việc, kiện cáo, mất trộm. Do vậy, việc áp dụng cách giải hạn Thiên La trong hệ thống 8 hạn này cần phải linh hoạt, mang tính chất tham khảo, người xưa ghi chép, lưu truyền lại nhất định có lý do. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Quý Hợi, nam mạng. Tuổi Quý Hợi gặp vận niên hầu thực quả, tức khi ăn trái cây, trong năm 2024, tuổi Quý Hợi nam mạng đón thêm nhiều may mắn cát lợi, cụ thể như sau. Khi được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ, đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, vận son đỏ, trong năm mới có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng, kết quả vượt xa tầm mong đợi. Về chuyện tình cảm, mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực, gia đình trong ấm ngoài êm, đón thêm tin vui con cái. Có điều, cần lưu ý đương số nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, chứ đừng dối bản thân mình, kẻo phải khổ tâm liên miên. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Quý Hợi nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai 2024. Tuổi Quý Hợi không phạm tam tai, vận trình năm 2024 bớt phần hung hiểm, mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Năm nay nếu bản mệnh có mục tiêu và kế hoạch phấn đấu thì vẫn sẽ thu về thành quả tốt, đừng vì sự lười biếng hay ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ thời cơ đến với mình. Kim Lâu năm 2024.
Tuổi Quý Hợi phạm kim lâu tử, nếu tiến hành xây nhà cửa hay cưới hỏi trong năm, vì thế nên tránh hai đại sự này, kẻo không sẽ gây hại cho con cái trong nhà. Hoang ốc 2024. Tuổi Quý Hợi phạm hoang ốc, không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa. Tiểu kết. Xét theo tuổi âm, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, phạm hạn kim lâu và hoang ốc nên không thích hợp để mưu đại sự như xây dựng nhà cửa, cưới hỏi, mở mang sự nghiệp, kẻo kéo theo rắc rối về sau. Tuy nhiên, nếu Quý Hợi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì quý anh chị có thể mượn tuổi làm nhà để hạn chế bớt hung hiểm cho gia đình của mình. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Quý Hợi, nam mạng. Năm 2024, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh thủy, gặp năm Giáp Thìn mệnh hỏa là tương khắc, thiên can quý gặp giáp là bình hòa, địa chi hợi gặp thìn là bình hòa, đều tốt. Như vậy, năm nay được đánh giá là năm bình hòa với nam mệnh tuổi Quý Hợi, 42 tuổi âm lịch, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính khởi sắc. Vận hạn nam mạng Quý Hợi, năm nay có sao Vân Hớn chiếu mạng, một sao trung tính, nên để thành công trong công việc, bản mệnh cần cố gắng nhiều hơn nữa, thay vì thay đổi tính bảo thủ của mình, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Nam mạng 1983 cũng cần chú ý đến sức khỏe, ốm đau và tránh thị phi do ảnh hưởng của thiên la trong năm 2024. May mắn trong năm nay, nam mệnh tuổi Quý Hợi gặp vận niên hầu thực quả tương trợ, nên vận trình sẽ có phần sáng sủa và thành công hơn chút, đầu đầu bình bình ít sóng gió. Từ giữa năm trở đi, bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư kinh doanh, tiền bạc đổ về ầm ầm, cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Quý Hợi, nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, năm 2024 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan, đương số có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp nữ tuổi Quý Hợi bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Hai cát tinh chủ đào hoa hàm trì và bách việt không chỉ mang tới nhân duyên cát lành về chuyện tình cảm cá nhân, nó còn là chỉ báo cho thấy vận quý nhân khá vượng, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi giúp đỡ, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, khi ổn định công việc vào guồng rồi nên mở rộng cũng chưa muộn. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ, nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác dụng của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về mặt tài lộc, nhìn chung tài lộc 2024 của tuổi Quý Hợi nam mệnh bình thường, không biến động mạnh, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, có tích lũy, không dư giả quá nhiều. Cục diện tương khắc với ngũ hành lưu niên khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ. Với người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Có điều con giáp này cũng chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc, làm gì cũng phải dựa vào tình hình thực tế, dựa vào nhu cầu của thị trường để phân bổ nguồn lực. Nếu nhắm mắt làm ngơ, rồi đây đúng vào thời điểm vận xấu mà hao hụt tiêu tán, nên cẩn thận Quý Hợi nam mệnh nhé. Vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, với số vốn ít trước
vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt tử vi năm 2024, tuổi Quý Hợi nam mệnh có thêm tả phù các tinh che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt, nhưng bản thân con giáp này vẫn phải nỗ lực, giành lấy thì mới thành công. Mọi việc bạn cần đi trước đón đầu, không nên kéo dài, để mọi thứ sang ngày mai, nếu không bạn sẽ rơi vào thế cạnh tranh bất lợi. Đồng thời, khi có thu hoạch tốt thì nên biết cách chia sẻ với mọi người, nếu không sẽ bị anh em bạn bè chơi xấu mà gặp tổn thất về tiền bạc. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm pháp luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa đấy nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024, Bách Việt và Hàm Trì đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Quý Hợi. Nam nữ dễ mở mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Đặc biệt là nam mệnh, được quý nhân xe duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn, có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh rỗi, đôi bên có thể tìm cách gia tăng tình cảm, hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi du lịch, để tạo thêm những ký ức đẹp, kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của nam mệnh tuổi Quý Hợi lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Quý Hợi, sinh năm 1983. Hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói hành sự, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức, không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tập chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Từ 2024, Quý Hợi cần tuyệt đối ghi nhớ, người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền, người giàu không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa,
lợi lộc tìm đến, đây là lời răn dạy quan trọng của người xưa cho mọi người về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người dù giàu có hay nghèo khó thế nào cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này để cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ hơn, lời dạy của cổ nhân ắt có cơ sở, tốt nhất nên làm theo. Tại sao nói người nghèo không nên tiết kiệm ba tiền? Theo như lời dạy của cổ nhân, đời người dù có nghèo khó đến đâu cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền. Vậy đó là ba loại tiền gì? Thứ nhất, tiền cho sức khỏe. Nhiều người có suy nghĩ rằng mỗi đồng tiền mình kiếm ra đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế nên họ hình thành suy nghĩ và hành động tiết kiệm đến mức chi li, rẻ sẻn. Họ không dám dùng đồ tốt, không dám ăn món ngon, không dám mua đồ đẹp. Thế nhưng họ lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe là vô giá, đồng thời cũng là vốn quý nhất của mỗi con người. Có sức khỏe là có tất cả, chỉ khi khỏe mạnh ta mới có thể tự kiếm ra tiền, chinh phục được mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì thế, những khoản chi cho sức khỏe là vô cùng quan trọng, không nên tiết kiệm những khoản này làm gì. Vì thế hãy đầu tư cho việc ăn uống, mua những đồ dùng chất lượng tốt để sử dụng, duy trì những thói quen lành mạnh. Tiêu tiền cho sức khỏe là cách tiêu tiền thông thái nhất, miễn không hoang phí là được. Chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể làm ra được nhiều tiền hơn. Thứ hai, tiền cho tri thức. Nhiều người quan niệm rằng chi tiền cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Đây chính là quá trình học tập, cũng như nâng cao trình độ, giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội, tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn không chỉ giàu có trong tâm hồn, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, mà còn có cơ hội tăng tiến trong sự nghiệp, trở thành người giàu có về của cải trong tương lai. Thời gian đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một khoản đầu tư đắt đỏ, thế nhưng sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cho tri thức là một trong những loại đầu tư thông thái, giúp bản thân nhận được về những lợi ích cũng như giá trị lâu dài và bền bỉ. Thứ ba, tiền quà. Người xưa có câu rằng, có qua có lại mới toại lòng nhau, để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại mới giữ được các mối quan hệ xã hội lâu dài. Từ thời xưa đến nay, việc quà tặng đã được bình thường hóa, trở thành sợi dây vững chắc, kết nối mọi người với nhau. Chính vì thế, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó, sau đó trả lại cho họ sau này, vào một dịp nào đó. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm, biết sử dụng tiền quà đúng cách, đúng người, sẽ giúp cuộc sống, sự nghiệp mới càng suôn sẻ và hanh thông. Người giàu không vào ba cửa có nghĩa là gì? Thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùng. Có thể hiểu, cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào, thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn luôn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được một khi đã mê cờ bạc. Người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà, dính vào cờ bạc thì dù có giàu sang đến mấy, cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Thứ hai, trốn trị lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trị lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trị lạc này, một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được, nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Một khi đã dính vào, thì hối hận cũng không kịp. Thứ ba, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao sao. Thế nhưng, một khi đã xa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì? Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế không quản những chuyện không liên quan đến mình, nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng giúp tuổi Quý Hợi
sinh năm 1983, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.